12 triệu thì mua mẫu laptop nào? Trong tầm giá hơn 10 triệu thì mua mẫu laptop để có thể sử dụng cho nhu cầu A, nhu cầu B, nhu cầu C thì đấy là những câu hỏi mà mình thường xuyên gặp nhất khi đọc comment ở dưới các video. Và để làm rõ được vấn đề đấy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngồi phân tích một chút xem là với khoảng giá 12 triệu thì các bạn sẽ mua được mẫu laptop nào nó phù hợp với nhu cầu sử dụng trong học tập hoặc là làm việc đối với những bạn là học sinh, sinh viên hoặc là những bạn đã ra trường và bắt đầu đi làm. Đầu tiên thì là tiền đâu. Phân khúc giá 12 triệu thì gần như các bạn sẽ phải đánh đổi một số thứ như là sản phẩm của các bạn có cấu hình tốt thì phần thiết kế lại trung bình. Thiết kế đẹp thì màn hình sẽ lại quá kém và việc cân bằng lại được toàn bộ các yếu tố ấy thì nó không phải là một điều dễ dàng. Vì thế trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm laptop đến từ Lenovo. Có thể nói nó sẽ là không hoàn hảo nhất trong phân khúc vì đây là phân khúc giá rẻ nhưng được sở hữu Intel công nghệ thứ 10, thế nên nó sẽ là một sản phẩm cân bằng được nhiều yếu tố cùng một lúc để có thể sử dụng. Trước tiên thì mình sẽ tập trung nói về những điểm mạnh trên mẫu laptop này. Thiết kế của máy rất đẹp nhưng vô cùng đơn giản với bề mặt phẳng, mịn, vuông vắn với màu sơn của máy toàn bộ là màu bạc trung tính. Với thiết kế tối giản thì nó sẽ tạo cho người dùng cảm giác sang trọng, thời trang, cực kỳ hợp với xu hướng laptop hiện nay cũng như là sử dụng trong môi trường học tập hay làm việc. Chất liệu của máy thì được làm bằng kim loại, thế nên là chẳng may có bị xước thì đối với màu xám này thì mọi người cũng sẽ không hề nhận ra luôn. Và nếu như mình không nói trước là mức giá 12 triệu thì rất có thể một số bạn sẽ nhầm rằng đây là một mẫu sản phẩm có mức giá loanh quanh sẽ khoảng tầm 15 triệu. Với logo thì vẫn là logo quen thuộc với chữ ThinkBook và Lenovo được đặt về hai phía, không có thêm bất kỳ họa tiết nào khác. Mặc dù đã rất đơn giản, trang nhã và lịch sự, thế nhưng mình vẫn giữ quan điểm của mình là nếu như chữ Lenovo này nhỏ đi một chút thì sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Hướng tới thiết kế xu hướng hiện đại thì nên thiết kế của máy rất là mỏng, chỉ như những màn hình 14 inch thông thường, trọng lượng cực kỳ nhẹ chỉ khoảng 1,8 kg. ThinkBook 15 có thể dễ dàng cầm trên tay, phù hợp với việc ngồi cố định tại văn phòng hoặc là nếu cần sự di chuyển thì đối với trọng lượng này cũng khá là dễ dàng để cho vào túi sách mang đi bất kỳ đâu. Mặc dù thiết kế máy rất mỏng và nhẹ thế nhưng Lenovo vẫn có cực kỳ đầy đủ các cổng kết nối nếu như không muốn nói là nhiều. Bên cạnh trái thì sẽ có cổng nguồn mạng LAN LG45, một cổng USB Type-A, hai cổng USB Type-C. Cạnh phải thì cũng sẽ có cổng nguồn, hai cổng USB Type-A, trong đó sẽ có một cổng USB dạng ẩn và một khe thẻ SD. Và ngoài ra thì sẽ có một cổng USB Type-A luôn bật, có khả năng sạc cho điện thoại hoặc là các thiết bị ngoại vi khác ngay cả khi mọi người tắt máy. Tiếp theo thêm một điểm mạnh nữa đó chính là phần bàn phím. Đây thì có thể nói là một điểm mạnh nhất trên dòng laptop của Lenovo, đặc biệt là dòng ThinkBook. Nó có cảm giác gõ cực kỳ sướng, phím được làm ôm cong nhẹ, khoảng cách giữa các phím hợp lý, độ nảy tốt và mình hoàn toàn có thể gõ cả ngày trên cái bàn phím này mà không hề gặp bất kỳ vấn đề gì. Touchpad chất lượng gia công ở mức trung bình, đáp ứng tốt các thao tác, click chuột và hỗ trợ đa điểm giúp thao tác phóng to, thu nhỏ, cuộn trang rất dễ dàng và thoải mái. Để đảm bảo phù hợp với đối tượng người dùng là những người có nhu cầu học tập và làm việc, đồng thời tối đa mức giá, thì Lenovo tập trung nhiều hơn vào phần trải nghiệm sử dụng của người dùng. Máy sẽ được trang bị cấu hình CPU Intel Core i3-10110U 2x4 luồng, xung nhịp boost tối đa có thể đạt được là 4.1GHz, 256GB SDNVMe, đi cùng là RAM 4GB DDR4, kết hợp với hệ điều hành Windows 10 bản quyền, bạn sẽ có một chiếc laptop hoạt động ổn định, lý tưởng để phục vụ công việc. Lenovo ThinkBook 15 được trang bị đồ họa tích hợp Intel UHD Graphics kèm ổ cứng thể dán SSD với dung lượng là 256GB, có tác dụng tăng tốc toàn bộ hệ thống với tốc độ khởi động, mở ứng dụng, truyền dữ liệu nhanh vượt trội. Mọi phản hồi sẽ đều diễn ra nhanh chóng để các bạn sẽ không cần phải chờ đợi. Mình vừa cho các bạn thấy một vài điểm mạnh nhất ở Lenovo ThinkBook 15 mà ít có sản phẩm nào làm được. Tuy nhiên, sản phẩm nào cũng sẽ có những điểm yếu mà các bạn phải đánh đổi để có được những thứ kia, đó chính là phần màn hình. Kích thước màn hình sẽ là 15,6 inch độ phân giải Full HD. Cái đánh đổi ở đây là các bạn sẽ không có màn hình có tấm nền IPS mà là màn hình TN thông thường. Sẽ kém đi ở các góc nhìn, thế nhưng mà theo mình đánh đổi như vậy sẽ là hợp lý. Chứ đòi hỏi nhiều quá thì chắc chắn là sẽ không thể nào có mức giá chỉ loanh quanh 12 triệu. Thêm vào đó thì sẽ có một điểm cộng cho phần camera có tính năng bảo mật là Think Shooter, nghĩa là camera sẽ được che lại khi không sử dụng đến, đảm bảo sự riêng tư cũng như là sự an toàn cho người dùng. Còn lại về phần loa và pin thì mình đánh giá ở mức tạm được để sử dụng cho gần một ngày làm việc. Laptop Lenovo ThinkBook được hưởng chính sách có tên gọi là Surface Premier Support, cụ thể thì sẽ được hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại 24/7 trong vòng 365 ngày, ngày nào mọi người cũng có thể gọi được, được tiếp cận trực tiếp với các kỹ thuật viên trình độ cao,
được hỗ trợ toàn diện phần cứng và phần mềm từ nhà sản xuất, liên hệ bảo hành từ đầu đến cuối bằng một điểm liên lạc duy nhất, ưu tiên bảo hành, thông báo cơ sở bảo hành, trạng thái dịch vụ giúp xác định được xu hướng, giúp xác định được các vấn đề liên quan đến bảo hành thông qua cổng thông tin thương mại của Lenovo. Nếu như là mọi người thì mọi người có mua mẫu laptop Lenovo này với 12 triệu hay không? Đường link của sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video với vô vàn các phần quà khuyến mại hấp dẫn và chế độ bảo hành lên đến 12 tháng. Đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của An Phát Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.